Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tito Cây Cảnh mọi người. Hôm qua đi trại đất đồng tâm về rồi, đăng mọi người xem rồi. Bây giờ hôm nay có chút thời gian rảnh, nó sẽ làm một cái clip ngắn gọn về chia sẻ cách làm cái cây hai thân cực kỳ đơn giản. Chủ yếu là chia sẻ đối với những anh em mới chơi cây, những cái quý khán giả mới đăng ký kênh của em thôi. Chứ cái này nó cũng cái phần mà làm cây hai thân của em cách đây 2 năm em có làm cũng nhiều clip nói nhiều vấn đề này rồi, nhưng nay nói lại. Nói chung có một cái cây này thì nói lại chia sẻ lại thôi. Có thể là sẽ không có nhiều người xem như những cái clip trước, nhưng em cũng hy vọng là một số anh em mới đăng ký sau thì cũng có cái để mà anh em cũng có cái cách nhìn về cái cách làm một cây hai thân cơ bản. Rồi mọi người cùng xem video mới của em ạ. Rồi, trước hết là cắt bỏ những cành không cần thiết mọi người. Đó, cành này không cần thiết mình cắt bỏ hết. Này cũng đúng, chưa đủ cành là, nhưng mà có hai cành quan trọng của cái dáng cây này thì nó để lại là mọi người, đây là cành này, ba cành như cành này và cành này. Nói chung cái ngọn cũng chưa cần thiết, nhưng mà bây giờ cắt thì nó không có liền thẹo được, chúng ta phải để luôn. Rồi, đây là cây hai thân, cây thân dạng mẫu tử mọi người, dạng siêu lắc mẫu tử đó. Bây giờ cắt ra nó ra như vậy thì em sẽ vô kẽm rồi em sẽ cho cành này về hướng này, cành này về hướng này thôi. Nói chung nó đi về hai hướng. Nói chung một cái cây cao thì nó dạng siêu lắc, cành hơi là tới phía trước, không phải là cành rơi. Rồi cây nhỏ, cây này dạng cái tử thì cái cành này mình để mình cắt luôn cũng được, không cần để thì để đây nó sẽ che mặt tiền, cắt luôn để ngọn này thôi. Đó, mình bẻ vô đây, bẻ vô đây là sau này chờ nó ra nữa mới làm tiếp, chứ không phải là như đây là sẽ là thành phẩm cái cây nha mọi người. Đó, bẻ vô hướng này, cái hướng này cái em sẽ chắc phải vẽ cái demo để mọi người nhìn dễ hình dung hơn. Rồi giờ em sẽ vô kẽm rồi em quay lại nói tiếp. Rồi tới công đoạn quấn kẽm mọi người, công đoạn quấn kẽm. Vừa làm vừa quay thành ra nó cái máy tôi khi nó bị trật ruột xíu mọi người. Đó, đây gần mọi người xem đây, đó, ngay cái cành chính. Rồi giờ chia sẻ về công đoạn quấn kẽm, cái độ dài của cái cọng kẽm mình sẽ cắt như thế nào. Ở xem những cái clip của nước ngoài thì người ta sẽ cầm cái cọng kẽm, người ta quấn luôn người ta cắt. Thành ra nhiều khi nó bị dướng díu mọi người. Còn em thì em có cái cách của em riêng, tức là mình đo cái khoảng cách mà mình cần uống. Thí dụ khoảng cách này mình cần uống là khoảng 15 cm, 15 cm thì cái đoạn kẽm mình sẽ cắt gấp rưỡi, gấp 1/5, 1,5 cái đoạn dài đó, tức là 15 cm thì mình cắt khoảng từ 22 tới 25 mọi người, 22 tới 25 cm. Rồi còn đoạn này thì khoảng cái này cũng khoảng 15, 10 nữa thì mình sẽ cắt khoảng khoảng 15 cộng với cái độ dài 5-7 phân chỗ cái phần mà tiếp xúc giữa hai cành. Tại vì hai cành này em uống sẽ trong em làm một cọng kẽm em uống, cho nên cắt tổng hợp này nãy nó 15 10 nó ra 15, 15 với 7 nữa là khoảng 15 7 là 22, 22 cái này nãy 15, 15 nó ra gấp rưỡi ra 22 nữa thì em mang khoảng 40 45, cái đoạn kẽm nó khoảng 45 tới 50 cm là vừa mọi người. Đó. Rồi. Bây giờ cái cành này thì nó em sẽ dùng cái phương pháp là hai uống hai cành một lượt, xin lỗi, một con kẽm mà đi vô hai cành. Cái này cắt hơi dư rồi đó. Hai cành nữa mình sẽ quấn kẽm đây đó. Mình quấn kẽm thì mình sẽ tì đè vào cái mắt, cái chỗ tiếp xúc giữa cái cây cái cành nó ra chỗ cái thân thì nó sẽ dễ gãy, cho nên mình làm mình sẽ tì vào chút xíu đó. Rồi cái hướng cái cây này em sẽ vẽ về hướng này, cho nên cái hướng kẽm sẽ đi hướng này. Mình quấn mình chừa nách lá ra mọi người, cơ bản là vậy thôi, quấn chừa nách lá ra để cho khi mà nó xiết vô thì nó không có che đè những cái nách lá, những cái mầm nó lún ra được thì nó cây nó mới phát triển mọi người. Cái này nãy nó nói mà không có làm mà cắt nó hơi dư mọi người. Đó. Hơi dư, cành này hơi đủ đây. Cành này không dư nhiều, đó, cành này không dư nhiều, cái này mình khóa lại vừa. Nhưng mà cái này chắc nó hơi dư đó, cho nên em nãy còn cọng kẽm dư là chắc luôn, chứ cũng không có đo kỹ nữa đó. Dư chỗ này thì em cắt bỏ luôn. Rồi bây giờ hướng cái cành này phải đưa về hướng hướng phía sau chút xíu, thì em sẽ làm cái co, cho trước khi làm sẽ massage nó, dù massage vừa cho nó đi luôn rồi đó.
massage này. Đó. Đây, massage đưa về phía trước xíu. Thì người thấy đây nó đã gần như được một cái con đầu tiên rồi này. Chung này cái nhỏ thì mình làm cái con nó hơi nhạt xíu mọi người. Con hơi nhạt xíu. Và nhớ những đỉnh con mình làm như thế nào. Phải có một cái mắt, mắt lá đây, đỉnh con đây, đỉnh con mắt lá, đỉnh con mắt lá. Để cái khi mà mình nuôi cái cây nó lớn thì sẽ nó nhờ những cái đỉnh co đó, nhờ những mắt lá đó thì cái cây nó mới lớn mọi người. Đó. Đó là nó làm những cành mồi cành vượt. Theo em thường nói cái dân từ cái chuyên môn, cái từ chuyên môn của riêng em á là em dùng cái cành cành vượt ra. Đó, cành vượt lên. Đó, thì mọi người thấy đây. Vẽ ra ba cái được mấy co rồi. Nên mình bây giờ mình sẽ làm cho con nó hơi nhặt lại xíu. Đó, mình vẽ cho nó nhặt lại xíu. Bây giờ cây này cây nhỏ mình con hơi nhặt nó sẽ ấn tượng hơn. Lạng lách qua lạng lách lại thôi. Đó. Giờ chiếu gần mọi người xem đây. Đây coi như đỉnh co đầu tiên. Đỉnh co đầu tiên nó có đỉnh co, đỉnh co, đỉnh co. Đỉnh co đây mọi người. 1 2 3 4 đỉnh co đây. Rồi. Rồi bây giờ xử lý cái phần này mọi người. Nói chung cái cành này chắc có thể mốt nó có lớn nó làm thành phong rồi. Này mình bẻ eo ở đây đang mốt làm thành tư gì đây. Chung nút nó sẽ có cành đối trọng ở đây mọi người. Đó. Có thể cành đối trọng đây, đó, cành đối trọng cái này. Thành ra mình sẽ hẹo nó về đây xíu. Mình vẽ đều tay dẻo thì được thôi mọi người. Không gì hết đó. Thì có thể là nãy nó loạn thôi, cành tư nó về đây, có thể cành đối trọng cho cái mắt này đây. Đây có một mắt nó ra mình sẽ làm chỗ này, còn cành này có thể khả năng sẽ làm cành phong chỗ này. Khả năng thôi mọi người, tại vì giờ phải chờ cái thực tế nó ra như thế nào. Đó. Rồi. Cho nó lớn những cành này tính mọi người. Đó bây giờ mình cái cây này mình sẽ vẽ về tới đây. Mình làm lấy cái ngọn làm cành. Này kỹ thuật bữa nay là kỹ thuật là đảo ngọn làm cành luôn. Đó nên thêm kỹ thuật đảo ngọn làm cành. Để chia sẻ mọi người thêm kỹ thuật đảo ngọn làm cành chỗ này. Nhắm vô kẽm em trở lại. Rồi cái này làm đảo làm cành mới ra hai con kẽm dùng một con kẽm mà quấn hai lần mọi người để cho nó đủ lực để mà nó ghì cành này xuống. Cũng chưa nách lá rồi mọi người. Mình chỉ quay con đoạn chính là những con đoạn phụ giống như là siết kẽm như thế nào là không quay lại nữa đó. Mình sẽ đi kẽm đôi cái này nó hơi to mình sẽ đi kẽm đôi mọi người. Rồi giờ mình sẽ đây là cái ngọn mình sẽ bẻ nó thành cái cành ở đây để múc nó la ra ngọn mới. Thành ra kỹ thuật này gọi là bẻ đảo ngọn làm cành mọi người đó. Kỹ thuật này cũng những kỹ thuật cơ bản trong cây bonsai. Mình thấy đây là đây hiện giờ nó là cái ngọn của cây nhỏ, cây tử, cây thứ hai. Mà bây giờ nó không có cái cành ra đây, nó không có ra chỗ này thì bây giờ mình đảo nó thành cái cành. Để múc mình cái mắt lá này nó sẽ ra cái ngọn, mình sẽ làm cái ngọn sao. Đó, cái kỹ thuật này gọi là đảo ngọn làm cành mọi người. Mình cũng phải mắt xa nó. Mình lấy tay bấm chỗ này để nó không bị tắt. Mình vừa mát xa nó mình vừa ghi nó xuống. Đó, mình thấy không? Đó, thì lúc này cái ngọn đã hạ xuống giống như cành đi ngang này. Đó, hạ xuống giống cành đi ngang đây. Thì ở trong đây có một cái mắt đây. Một cái mắt lá chỗ này nó sẽ hoặc là chỗ này một trong hai mắt lá này nó sẽ ra, nó sẽ ra ra cái mầm thì mình sẽ làm cái ngọn lên. Đó. Thì đây mình sẽ đảo nhẹ nó, đảo nhẹ nó thôi. Cái này mình đảo nhẹ nó một nốt. Đảo nhẹ một nốt ra. Đây là cái hai thân cơ bản thôi. Đó, đảo nhẹ là mình nuôi cành này thì mình sẽ có cành ra như thế này. Rồi ở đây có thể cành phong mình làm cành này và cành phía bên hông gì đó rồi. Cành đối trọng đây, cành tư gì đây. Nói chung này còn chỉnh nữa, sau này cái video này em sẽ làm nữa. Thành ra em sẽ giới thiệu lại thêm cho mọi người. Đó, nó cơ bản sẽ là như vậy. Rồi mới nhìn thì như vậy mọi người sẽ thấy ối cây uống sẽ ớn xuống quắc. Nhưng thực tế cây này nếu mình làm dài dặn lên nhìn cũng rất là dễ thương mọi người. Em sẽ demo trên cái bằng phấn cho mọi người xem để mọi người có thể hình dung cái cây này ra sau này ra như thế nào. Đó. Cơ bản là những cái cành như thế này. Có một cái cành về hướng chính, có cái cây chính. Đó. Rồi ngọn mình giải quyết trên đây. Rồi cái cành này. Cái này sẽ đảo cái ngọn làm cái cành rồi mốt nó ra cái mầm mình sẽ làm nữa. Mình sẽ làm tiếp và cơ bản sẽ là như vậy. Rồi, bây giờ em chỉnh hơi xíu để em sẽ dễ cho mọi người xem để mọi người biết sau này cái cây nó sẽ ra như thế nào. Đó, cơ bản sẽ là vậy mình.
Rồi, cái cây thành phẩm sau này nó như thế này mọi người, nhìn kỹ nãy cái thân chính của em là nó nghiêng nghiêng đây. Cành đầu tiên em muốn này, nãy cành đầu tiên em muốn cái ngọn bẻ qua đây đó. Mỗi người mình nuôi được cái cành nó to như thế này rồi. Cành đối trọng, rồi cành phong, rồi nói chung mình làm trong một cái lùm lùm như thế này đó, đó là một cái thân lớn nó sẽ ra như cái ngày. Rồi cái thân nhỏ này, cái thân nhỏ lùng lùng người thấy cái cành em đang bẻ qua đây, sau này sẽ làm cái chồi lên. Thì mình sẽ dưỡng cái chồi với hai cành nữa, hai cành với một ngọn nữa thì là nó sẽ ra cái cây tử nhỏ bên tay phải của bên tay phải của mình, bên phải của chậu, rồi cái cây lớn bên tay trái nó sẽ như thế đó. Vấn đề quan trọng là mình có đeo đuổi được cái đam mê và mình có nuôi được nó to như thế này, nó đủ cành như thế này là không mọi người. Nhưng mà em cũng nói mọi người một câu là khi mà mình đã ra được cái định hình cho mình như vậy thì cái thời gian thôi, mình có thời gian mình kiên trì mình nuôi nó, cây nó sẽ được như vậy mọi người. Còn thí dụ cành nó ra, nó nãy bẻ ra cành này đã có rồi mọi người, chắc chắn nó sẽ ra cái mầm như này. Mai chú thủy khi mình bẻ nó sẽ tức ngay những cái mắt, nó sẽ ra cái cành. Mà cái quan trọng là mình nuôi những cành này, cành này nuôi mới khó nè, cành này mới khó nè, còn những cái ngọn này nuôi rất là dễ. Cái ngọn thì theo mai chú thủy thì nó sống nó vượt lên thì mình nuôi rất là dễ mọi người đó. Cái ngọn nuôi rất là dễ, quan trọng những cành ngang mình nuôi nó già cây nó mới là vấn đề để nói. Thành ra cái tác phẩm này, cái cây nhỏ ít nhất cũng 3 năm nữa nó mới sẽ thành hình. Thì nếu mọi người, nếu em chưa giao lưu cây đó, mọi người theo dõi kênh em tới cái cây thành phẩm thì có thể là được cái phần bán thành phẩm thôi, còn tới thành phẩm mình không nói. Tại vì khi chưa tới bán thành phẩm, chưa tới thành phẩm mà có duyên người ai muốn giao lưu mình cũng giao lưu rồi, có máu gạo tiền mọi người, dù mình bán được mình bán nhưng khi chưa chắc mình để lại được nè. Đôi khi cuộc sống là thế mọi người. Nhưng mà ý em nói nếu cái cây này mà sửa tới thành phẩm thì cái cây nó sẽ ra cái hình như thế này. Đó, cái cành em sẽ em vẽ những cái cành cơ bản như lúc mà nó trụi lá đó, cái có lá nó sẽ tùm nữa mọi người đó. Và khi mình vô cái chậu nó như thế này, gốc nó nở ra như vậy thì gốc này mình vẽ theo cái tương lai cho nó vẽ cho đẹp vậy thôi, chứ cái cây đó thì cái đế không bao giờ bằng cây này được. Thì nó cơ bản sẽ là vậy đó, là mình phối như thế này, mình để con nai con hua đó thì nói chung chơi cơ bản bonsai như vậy là cũng là một cái thành quả rồi mọi người đó. Ý em nói là theo cái hai thân như vậy em sẽ debo như thế này. Ý là của em, riêng cái kênh của em, cái kênh đi tôi về cảnh và cá nhân của em sẽ làm như thế. Còn những anh em khác, những cái bậc thầy đi trước nữa, những người làm hay hơn nữa thì người ta làm cái chuyện đó của người ta. Còn em chia sẻ cái sản phẩm của em, cái định hình, cái ý tưởng của em sẽ là như thế này. Đó, em chia sẻ lại cho mọi người. Nếu anh em nào có cái cây như thế, cái dạng gần gần giống như thế thì mình sẽ biến thể như thế này mình làm. Đó là cái chia sẻ thật lòng của em. Rồi, cũng xin phép dừng video đây, cũng chắc cũng 90 phút rồi mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ủng hộ kênh YouTube Cây Cảnh Trước Giờ, ủng hộ thêm thì xin mọi người đăng ký nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Kính chúc mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần ngày Chủ nhật có nhiều sức khỏe, kỷ niệm ấm áp bên người thân. Kính chào và hẹn gặp lại.